tiền cho cháy rừng. Số tiền này dành cho khôi phục thiệt hại cháy rừng tại Australia. Hơn 4 triệu hecta đất và ít nhất 1.400 ngôi nhà đã bị hỏa hoạn thiêu rụi. Nhiều người thiệt mạng, động vật chết la liệt. Trên mạng xã hội bắt đầu xuất hiện phong trào quyên góp tiền cho cháy rừng Australia. Trong số này có người mẫu cây Lenwood, nhân vật 20 tuổi có ảnh hưởng trên mạng xã hội, đã có cách làm khác người. Cô gửi ảnh uy của mình cho những ai góp tiền ủng hộ từ 10 đô la Mỹ trở lên. Chỉ trong 3 ngày, cây Lenwood quyên góp được 700.000 đô la Mỹ. Cây lenwood cho biết nhóm của cô có bốn người, phần lớn là trợ lý giúp xác nhận các khoản quyên góp.